At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Thúy Ngân, Kiều Minh Tuấn quẩy tung nóc ở trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Vâng, quý vị thân mến, Thúy Ngân cùng Kiều Minh Tuấn đánh dấu lần đầu tiên hợp tác trên màn ảnh rộng với bộ ảnh cực lầy lội, hứa hẹn sẽ là cặp bài trùng trong Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Thúy Ngân và Kiều Minh Tuấn là những diễn viên thực lực của showbiz Việt đã tạo nên nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua đa dạng nhân vật. Cả hai đã cùng tham gia một số chương trình truyền hình thực tế. Những màn tương tác thú vị khiến khán giả vô cùng thích thú vì độ lầy lội của lầy nữ Thúy Ngân cùng chú Sáu Kiều Minh Tuấn. Chính vì thế, lần hợp tác đầu tiên trên màn ảnh rộng của bộ đôi diễn viên trong Trên bàn nhậu dưới bàn mưu hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười không nhặt được mồm với phi vụ siêu lầy. Kiều Minh Tuấn là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch lầy lội của ba cô gái Triệu do Thúy Ngân thủ vai, Gạo do Diệu Như thủ vai và Du Lai do Khải Như thủ vai. Quậy trong phim chưa đủ, Thúy Ngân cùng Kiều Minh Tuấn xả loạt ảnh nét căng với những khoảnh khắc vừa hài hước vừa cho thấy tình cảm anh em thân thiết của bộ đôi này. Bộ đôi siêu quậy Thúy Ngân Kiều Minh Tuấn xả ảnh nét căng. Chia sẻ về sự kết hợp cùng với Kiều Minh Tuấn trong dự án điện ảnh Trèo Sân, Thúy Ngân đã dành sự trân trọng và yêu quý cho bạn diễn. Tôi biết anh Tuấn đã lâu khi học ở trường đại học sân khấu điện ảnh nhưng chưa có cơ hội hợp tác trên phim. Một trong những kỷ niệm tôi nhớ nhất và rất trân trọng chính là khoảnh khắc anh Tuấn dù đã thực hiện xong phân đoạn của mình, anh vẫn nán lại để xem tôi diễn. Điều đó như một lời động viên ngầm của anh dành cho tôi ở vai diễn Trèo Sân điện ảnh. Trong quá trình diễn xuất, chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc trong câu chuyện của hai nhân vật. Là diễn viên, chúng tôi không chỉ tập trung cho vai diễn của mình mà còn khám phá nhân vật của nhau để tạo ra những màn tương tác ăn ý. Một đoạn phim của anh Tuấn khiến tôi ấn tượng là cảnh anh Tuấn diễn drag queen. Dù xương khớp cũng hơi bất ổn, nhưng một khi vào vai thì anh lại rất nghiêm túc để làm cho ra một drag queen tinh tế, không phản cảm. Tôi thấy anh Tuấn dành rất nhiều thời gian cho phân cảnh đó, từ tập luyện vũ đạo đến đi giày cao gót nhọn. Dù bên ngoài anh Tuấn hơi lầy hay đùa, nhưng trong quá trình làm nghề, tôi học được ở anh sự chỉn chu và hết sức với vai diễn. Thúy Ngân chia sẻ. Đánh giá và chia sẻ về vai diễn của Thúy Ngân trong dự án Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, Kiều Minh Tuấn bày tỏ vai Triệu của Ngân là một vai kén và khó kiếm diễn viên vì cần nhiều màu sắc và chiều sâu tâm lý để người diễn viên thỏa sức thể nghiệm. Trong quá trình đóng phim, chúng tôi cùng nhau cố gắng phá đường dây, cùng nhau cười và dấn thân nhân vật vì trong phim chúng tôi tương tác với nhau rất nhiều. Trong quá trình quay, cả hai cùng tháo gỡ từng lớp trong cá tính nhân vật để mang đến cho khán giả những thước phim ấn tượng. Tôi luôn luôn tôn trọng sáng tạo cũng như tư duy của đồng nghiệp. Song song, tôi vẫn cho họ thấy ngoài con đường đó thì còn có hướng khác để đi. Nếu họ thấy ổn thì họ có thể chọn. Ngược lại, Ngân và các bạn diễn khác cũng thế với tôi. Cả Kiều Minh Tuấn và Thúy Ngân đều được khán giả đánh giá là những diễn viên đa tài, từng cân qua đa dạng các kiểu nhân vật và có kinh nghiệm diễn xuất dày dặn. Trong phim điện ảnh Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, bộ đôi diễn viên sẽ có những màn tương tác hài hước, thú vị nhưng cũng vô cùng sâu sắc, mang lại cho khán giả những giá trị đặc biệt trong dịp lễ cuối năm này. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.